Kính thưa tất cả quý vị và Quỳnh Trang cũng như với tất cả các bạn tại Thanh Hóa, hôm nay được ra tham dự với buổi gặp mặt đầu xuân của các nghệ sĩ tại Hà Nội cũng rất là vinh dự và cảm thấy xúc động. Quỳnh Trang cũng muốn gửi tới các quý vị một bài hát, một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Tiến viết về quê hương Thanh Hóa. Qua đây cũng để quý vị hiểu thêm về con người xứ Thanh và hiểu thêm về vùng đất địa linh nhân kiệt. Bài hát được mang tên Nhớ mãi một miền quê, một sáng tác rất mới của nhạc sĩ Nguyễn Tiến. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Người ơi, ta đi bên nhau dưới trời xứ dừa xanh Thanh Hóa quê em vui ngày hồi, rực bóng cờ hoa lung linh trong màu nắng, một miền quê em đắm say lòng người, đưa anh đi thăm một miền di sản thành nhà hồ xây ngàn ngàn lớp đá. Ảnh trời xanh ai cưới vòi đầu ngón xóm trong đồng đông sơn âm vang trong đất trời, về mãi xứ Thanh bâng khuâng nghe hò sông mã, hiểu người quê em sao lại cây sáng trắng mặt nồng thủy chung như đôi hòn trong mái, chỉ đời mới thương như vòng phu đời chờ, đã yêu nhau vừa sông vừa núi như đã ăn thề đã kết đào hòn mê, mang biển về giữa chân cho người ta yêu dấu dù mãi tạm chia xa. Người ơi ta vẫn về, mang biển về giữa chân cho người ta yêu dấu dù mãi tạm chia xa.